thầy sang ba hay em thì lớp một quá thì nó sẽ khó đúng không? Thầy nghe hồi làm lớp cái gì mà trong khi đó những cái hồi thì mà nó đi lâu lâu được livestream tay nè. Yeah. Hello anh chị, thì Sang đang làm demo tại tại tiệm nail website nha. Thì anh chị nào muốn có những mặt hàng supply tốt thì ghé giao lưu cùng Sang làm chim nha anh chị. Bắt đầu làm từ 10 giờ sáng tới 5 giờ chiều hôm nay nha. Thì anh chị nào có thời gian rảnh thì ghé qua thì mình giao lưu với cho vui. Thank you anh chị rất là nhiều. Thì bây giờ hôm nay Sang sẽ theo yêu cầu của chị là làm freestyle đủ loại luôn. Marble, pigment, bướm hoa, goblet hoa với nói chung là Sang từ từ Sang sẽ áp vô rất là nhiều thứ. Tuệ ơi, Tuệ thank you em đó. Thì Sang bây giờ bắt đầu vô nha. Mà bộ chị ha. Đó, mình đi ba tông màu nhà trước để vô cái cổ tay của mình chút tay thắt xuống. Đó, trước tiên là mình phải đi vô cái cổ nó ôm trước, chị thấy không? Cái cái cổ trước khi nào cũng vậy hết. Thì sau lớp, sau buổi demo này ngày mai thì Silam Team sẽ có một có lớp vào 3 ngày đó, thứ hai thứ ba và thứ tư nha mọi người. Rồi tiếp đến nữa, Silam Team sẽ có một lớp bên Dallas Texas vào ngày 26, 27, 28, đó là Dallas Texas. Anh chị nào muốn nâng cao cái nghề thì mình có thể là gọi vào công ty để mình đăng ký. Bảo đảm là sẽ học về, sẽ tay nghề sẽ lên rất là nhanh nha anh chị. Ở thì khi nào mình làm marble là đi critical trước, cọ của mình luôn luôn là ướt, anh chị thấy không? Ướt rất là ướt, tới 60-70%, đừng bao giờ lấy cọ khô. Tại vì cọ mà khô á thì cái ma bộ của mình nó rất là nhanh khô. Nó thì mình bỏ lên. Đó, lúc đó mình sẽ ép nhẹ. Xong mình xức quậy nha. Đi nè, anh chị nghe nghiêng cọ này. Đi từ bên trái qua bên phải. Đó. Xong mình đi tiếp. Rồi sau đó mình sẽ đè bột, dùng cổ của mình đè bột vô. Đúng không? Cái gì nó cũng có hết á. Đúng rồi, giống như hôm nè, à, cũng là tốt nhất cũng là ba. Nhớ là mình khi mình làm marble là mình không được lấy cọ vuốt từ trên xuống, mình càng vuốt cái marble của mình nó sẽ bị biến cái đường, cái đường vân của mình biến mất luôn nha. Bây giờ anh chị làm marble nhớ là mình hạn chế mình vuốt trên mặt, không bao giờ luôn, đừng có hạn chế luôn. Phải không bao giờ vuốt trên mặt nha anh chị. Đó. Có nhiều cái bị chạy, có nhiều cái không bị. Như là hồi đi dụ. Dạ. Nó phải đập clear lên. Dạ, đập đập crystal clear lên chị. Đúng. Nhưng mà quan trọng là đó, mình bỏ tiếp. Sau đó mình bột đang ướt thì mình sẽ quậy nè, anh chị thấy không? Cái tay của mình sẽ đi vân. Đó, thì bột nó đang ướt vậy thì mình vẫn quậy nha. Đó. Thấy không? Sau đó bột đang nằm trên cái cọ của mình, đừng bao giờ vứt hết thì mình lấy tiếp. Xong mình bỏ vô. Mình sẽ cắt bột. Hai chị Helen, hai Sương, hai Uyên Trần, hai Joanna. Sang cái bút xíu rồi hai tiếp thôi, bột nó khô mọi người. Lát hai nó nhìn lại bột nó đứng hết luôn. Hai Emily. Đó. Ê, mọi người thấy không? Xong mình sẽ xe hai, hai Nguyễn Thị Thúy Vi, hai Gia Bảo, hai Huy Võ. Mọi người khỏe không? Đó, thì mình đã xong một cái móng marble của mình. Lát nữa thì mình bỏ kim tuyến sơ lên. Và bây giờ Sang sẽ đi qua cái móng khác. Đó là Sang kết hợp cái màu của trong set Squid Love. Đó là màu Squid Love số 15 và cái màu số 02 nha, để Sang làm ra cái nền để mình làm cái hoa tuy đi của mình. Đó, Sang bắt đầu đi vô. Đi màu số 15 trước, một góc nhỏ trước. Đó mọi người,
Anh chị nào thấy cái like này được thì anh chị share dùm sang nha anh chị. Sang cảm ơn rất là nhiều. Xong lúc đó thì mình đi vô. Đó, blue vô. Hình như cái phone em hết pin. Sau đó thì mình sẽ tiếp là mình đi. Cái này Sang chỉ có làm cái nền thôi nha. Tại vì làm cái nền trước rồi sau đó mình sẽ bỏ ho lên, ho khô lên. Đúng rồi, cho salad. Cái này là gì? Đó, cái này là trong set AL á. Nhóm mình sẽ đi từ từ. Mình sẽ đi từng bước. Đúng rồi, 1 tới 10 phải không? Từ 1 tới 16. Tại sao phải làm hai kiểu là cái dip thịt nào? Cái gì chị? Marble bên kia anh làm chung hết một con này đi được cực cực cực. Dạ cái này em làm design, em làm cái nền rồi sau em bỏ làm ho khô lên. Đó. Thì em anh không quậy luôn cái chi vô cho màu. Dạ không. Tại vì mỗi cái design nó làm khác nhau. Nhất là mình đúng mình làm cái design á, thường á đừng có làm giống nhau. Hai móng giống nhau thôi, mấy móng khác là phải khác nhau. Tại vì giống nhau vô á, tại vì cái design của mình nó bình thường. Đó không? Ba móng là khác nhau, hai móng giống nhau. Đó. Cái cách của em làm giống như cái này cũng marble mà marble kiểu khác. Kiểu khác. Cái marble này chứ không thấy ở cái này dễ em làm hơn cái kiểu này. Cái này thì em làm cái nền. Cái này thấy khó làm hơn. Đó thì Sang sẽ làm cái này cái nền trước nha. Rồi lát nó Sang sẽ vô. Qua chị được cái vóc màu tròn luôn sướng nha chị. Cái này năn nỉ cô lắm. Bây giờ Sang sẽ làm cái này thì ở dưới cái móng này. Ở dưới cái móng này Sang sẽ làm bột clear bên này, một phần bột clear, còn bên này màu Sang lát. Sang làm cái pit mình và Sang sẽ dán cái gô lên. Chị cho em mượn hũ bột crystal clear xíu được không chị? Một phần đã tốt thì đó. Bây giờ Sang sẽ đi qua cái phần bên này, Sang sẽ làm cái phần bên này design một nửa thôi nha. Còn một nửa bên này Sang sẽ design với cái pigment. Sáng nguyên set đi, mua nguyên set cho nó khỏe. Nhà ơi giúp mình lên xe nha, đi từ nhà rất là nhiều luôn, mình hiện tại đọc xin đang có mặt tại Sarento, Jerusalem nha, thì bây giờ là có số và chỗ lan của mình. Thấy vậy 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 mở ra mới hay. Hay không chị? Hay quá luôn á. Dễ thương chị hay. Đó, thì phần này mình sẽ design. Chị muốn tay của chị có ngũ quả không chị? Bỏ gì cũng được hết. Có tay dữ được ha. Yeah, chơi ngũ quả luôn không? Có nhiều khách tới nói em tại sao nó đem cái hình tới cái nào không làm khác cái hình. Đi em vô cái hình giống vậy mà ra cái design khác. Design mà có hình nào giống hình đâu. Yeah. Tại vì em muốn copy. Rồi sau đó mình sẽ đi qua một chút xíu kim tuyến thôi nha chị. Đi qua một chút xíu thôi. Cái phần này lát nữa Sang sẽ đánh cái pit mình lên cho nên Sang sẽ bỏ màu trắng phía bên này. Nó Sang sẽ đi qua một lớp thật là mỏng. Thấy lạ chị ha.
nó ra hình hình hài dễ phải không? Uh-huh. Lát là chị đợi em xíu. Sorry. Dài. Lát này cái bàn tay giờ ngày mai đi làm và chắc gì khách cũng sẽ có muốn 100 đó, móng cái móng này thì mình bỏ cái gô lên. Nhìn ra đừng đòi. Đòi được có Tony gì kìa. Tự tin lên. Hay là bỏ nước lên Tony là nhìn gì? Bỏ liên quịch lên là dính lên. Cho em mượn hũ kim tuyến màu xanh. Đó, sang bây giờ sẽ đi hũ kim tuyến màu xanh nha. Đó. Kép lâm. Ồ đúng rồi. Thì thường mình đi dài thì mình sẽ làm mình đánh mấy tả mấy cái kim tuyến này loãng ra, đừng cho nó nằm một chỗ nhiều quá, tại vì nhiều quá khi mình nhìn vô cái design của mình á, nó sẽ không bị bắt mắt. Mày này không có đắp bộ luôn. Đó, thì bây giờ mình đang vậy này, mình để yên vậy ha. Đó, bây giờ em sẽ đi qua cái phần khác, thấy không? Đó thì sang sẽ đi theo hướng đập tán cũng vậy, lát sang có design riêng cho mọi người. Anh nhớ là marble là không có vuốt. Nhiều lúc mình đắp lên mình vuốt xuống nó mất hết. Dạ đúng rồi chị, mình đắp lên mình vuốt xuống là nó biến hết mất hết luôn, mất cái vân hết luôn. Đó. Wow đẹp quá ta, hai chú Lì khỏe không? Ai Sơn, Lê Thăng, Hai Nguyễn, Thị Thúy Vi. Làm hết, làm thầy hết hồn luôn, tự nhiên qua say hi mọi người. Thầy sang hết hồn luôn các bạn. Màu rất là đẹp nha mấy anh chị ơi. Mấy anh chị sẽ mạnh tay cho thầy nha. Hai cô, hai chị em Nguyễn. Hai Charity. Chú Ly khỏe không? Chú Ly bây giờ coi live stream. Thank you em nhiều. À, Julie đang có sale tại website nha. Và Julie ghé thăm là shop 7495 Anaconda Garden Road, California 92841 nha. Và hiện tại là cô đang có rất là nhiều sản phẩm về. Em có thể là tới chỗ đó là mình mua nha. Hôm bữa là em tới là chưa set up xong á. Thì bây giờ cô set up xong rồi em thoải mái tới đó mà mình mua nha. Hả? À. Chị thấy lạ không? Màu rất là đẹp nha. Bây giờ mình sẽ dán hoa ha. Hi Charis, hi bro. Chị ơi. Đẹp quá chị ơi. Tối nay về chị không cần làm gì hết á. Chị vậy nè. Cái gì nữa? Chị cứ vuốt tóc nha. Tối nay là chị cứ thả tóc chị vuốt thôi. Ý nó chị vuốt bất chấp luôn. Đúng rồi. Vuốt bất chấp luôn phải không chị? Đúng rồi. Mình là vuốt bất chấp luôn, đẹp là mình có quyền không? Đúng rồi, tối nay là về thả tóc xong rồi đó uống loạn. Về nhan lát vô đây em uống loạn cho đây có cắt tóc luôn nè.
vừa làm tóc vừa làm nail luôn. Đúng rồi, về lên tiểu. Chị cứ hưởng thụ tối nay đi. Tối nay không cần làm gì hết á, hôm nay ngày chủ nhật nữa. Mai sắp rồi đi ra để thôi. Làm gì không chị? Đúng rồi đó. Muốn không? Làm bên tay đi. Đây, quá trời luôn. Đây. Đây có Chi nè, có Huệ, có cô giáo Huệ nè, có Ti luôn. Vô luôn, chị thích cái gì cặp làm cái đó luôn. Hả? Không chị, cứ làm đi, tối nay cứ hưởng thụ. Mình là lâu lâu mình phải đẹp lần. Ngày mai mình còn gặp nhau. Đúng rồi, mai mình gặp nhau tính sau. Tối nay mình cứ nằm thôi. Không là uổng. Ủa sao đâu, nhưng mà ít nhất là mình đã từng đeo một đôi tay dài, đúng không? Mình đang chưa lịch nó như thế nào. Đúng không? Hôm nay lâu lâu mình có dịp đi mua show, mấy cô giáo thầy giáo làm cho, ngày mai bận rồi ai cũng vậy hết. Hôm nay mình cứ đeo đi, ngày mai mấy thầy cô tháo cho. Nói đó nha. Không, nói thiệt làm thiệt luôn. Mai tháo cho nha, nào sao đứng, lát làm đứng sắp thay mà. Đó, sau đó thì cái phần này mình bỏ hoa lên được không? Mình lấy một chút bột crystal clear mình bỏ lên. Không, mình lấy trái tim bỏ lên nhanh chút. Bộ đầu dũa nè. Bộ đầu dũa đây nè. Nguyên bộ dũa. Đang sale 130 đồng. Đó. Đang to live for sale 130 đồng. Sale tới ngày mấy? À, sale tới ngày 5. Nhưng mà cái nào chị mua đi. Tại vì món nào nó hết là tới ngày đó nó không còn, cũng không sale được nữa. Lì nó cũng ở đây luôn hả? Lì nó cũng học đây. Bà có lì. Ôi em. Chung. Đó mà không to đâu thì nhớ nhá. Gì đó. Ly lâm trúng sao? Ly lâm trúng. Rồi. Trúng á. Trúng nào? Thầy nhau lý. Ồ trúng đó. Ừ. Trong đó lúc xưa có đi học lớp đó. Giờ làm giỏi chứ. Dạ. Giỏi. Cô này giỏi chị kia. Tony cũng giỏi lắm rồi. Tony nhanh tí. Rồi, 6. Đẹp quá ha. Cái này mà đi vacation rồi. Làm bộ luôn đi chị, ngày mai xin phép đi vacation tuần. Hỏi bà chủ với nó kìa. Nó làm nguyên bộ đi về khi hình luôn á, nguyên tùng. Đây còn chỗ không? Còn chỗ không? Tới bên đây đi. Ok, mình bỏ lên, mình chờ khô xíu mà cái đầu, cái đít cuối cùng mình sẽ ra. Mình sẽ ra nha. Em không rách này. Mình sẽ ra nó nguyên cái mảnh này. Thank you chị. Đẹp quá ha. Mấy anh chị hôm bữa là Christine có làm like cái set này đó. Một set như vậy đang sale với giá là 8 đồng thôi nha. Cái set mà con bướm hoa đó, holographic đó. Thì mấy anh chị có thể là vào website clamsupply.com hoặc gọi vào số phone 7148049688
714-804-8688 nha mấy anh chị, hoặc là nhắn tin cho Sang Phan nha mấy anh chị ơi. Muốn mua thầy bán luôn. Dạ đúng rồi, anh chị nào mà muốn mua Sang Phan á là Sang Phan bán luôn á. Đúng không? Dạ hôm nay bán bao nhiêu? Hả? Hôm nay bán thầy bao nhiêu? Bán hả? Mua thầy luôn được không? Chị định giá đi. Bán được bao nhiêu chị định giá thì bán giùm em nhé. Em muốn khổ lắm thì chị bán giùm đi. Ai hốt em về được hốt. Chị mua không? Mua không? Sang Phan cho giá luôn kìa. Dạ. Yeah, mua. Yeah. Mua thầy về làm neo thôi chứ làm gì vậy? Dễ thương không? Nó chuyện dễ thương. Hả? Ngày cho ông ba bữa sáng uống ly cà phê. Ngày đủ bao nhiêu được neo? Ngàn. Tay xích lên trên chút xíu sao? Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ đúng rồi, cái đó. Đó thì Sang đang design 5 móng nha. Các design nha anh chị. Năm móng thôi. Lấy bao giờ làm? Tôi nghĩ sao mình ngon rồi làm. Đúng không? Không thấy. Đúng không? Đó. Để bên này mình cắt được phải không? Khi mình design thì những cái design của mình nó hơi detail chút xíu thì mình chắc khe chút xíu thì nó ra nó đẹp hơn. Sắc xuân ha. Cho một gram nó mình cái tiền kim. Dạ. Đó, cái này này đang gượng sóng. Lúc nữa sang chơi cái đường khác. Đem chi? Đẹp giống chị luôn. Bây giờ em khi em làm xong supply á, em vẫn dọn lên đi la. Đúng rồi. Nãy thấy cắt nó cũng không dài, bây giờ đắp lên nó dài đi. À. Thường thường dài nó mới đủ mình đi sang vậy đẹp hơn. Yeah. Tại nên lúc thường làm cái này phải dài, cái da thì dài. Cái ngắn quá mình đi sang khó. Dạ mình không mới đủ bỏ cái bông những kiểu gì nè. Đó thì sao bây giờ sẽ dùng cái làm cái bọc biển nha. Wow, very fancy. Dạ. Yeah. Làm cái gì đó? Làm con bê kim tuyến nữa. Làm lửa rồi đó. Cái nó bằng cái gì? Có cái chai Easy Foil không chị? Có cái chai Easy Foil của Silam đó không chị? Dạ đúng rồi. Dạ. Ok, nếu mà muốn cắt nữa, dán khô rồi. Dạ. Bao nhiêu lâu vậy thầy? Hả? Cái phải bỏ vô ly cực. Là sao chị? Bỏ được bao nhiêu tiền? Khô rồi đập vô này dính. Ồ, cái này á, có khoảng 1 phút, xong mình hơ. 1 phút xong rồi mới bỏ khô rồi. Dạ, cho nó khô á. Đó, thì tay bên này nè, thấy anh chị thấy đẹp không? Chứ đi sai. Tên hơn xíu. Cái này có ăn mua nha. Cái này có của Silam đó em.
Sao không chưa? Nếu mà không đèn chưa? Chuẩn bị xong rồi. Phải bỏ bao nhiêu giây? Một phút. Cho nó khô hẳn. Dạ. Tại vì mình nóng khô thì mình giật cái phôi nó không ít đâu. Dạ. Đi, em. Này nó bị, này nó bị dính. Dạ em quét, cố tình quét lên em dán á chị. Ông nói cái này nó bị dính cái bộ, nó bị hình lên. Dạ, không sao đâu. Không sao. Hoặc là đen. Nếu mà mình không xong thì mới còn mình có thể trắng đen để mình trồng. Em thấy cái bên mình là bỏ trắng lên sao? Em nóng khô á. Nó không khô là nó không dính. Dạ. Nó đúng. Thì Sang sẽ dùng cái chai top của Silem nha để design như mọi người. Có cái đèn hôm qua, có cái đèn nào không em? Hai chị Sam Sam, hai Tí Tí, hai Adalene, everybody, hai Karen Nguyễn, hai em. Yeah. Có cái đèn nào hôm qua, có cái đèn treo nào không? Tí, có cái đèn treo cho em. Cái đèn một pin nữa. Nhìn lạ không? Như cái loại này chỉ có mình xăng phăng á, của mực mình anh là khối mà nhiều người bởi tập quay đâu có tết pi rồi cũng có da giống thật sự nhiều thứ đông đổ quá ha à. Ăn cua mình khối dạ đúng rồi. Ở đừng nói hết pin nha chị, tới lượt em hết pin hả? Hết pin thiệt luôn rồi, sao xu dữ vậy? Ghê. Đây là cái tính nó cái này như này. Cái này là bộ đi kìa. Đẹp luôn á. Ok mọi người. Oh, thank you em Tí Tí. Dạ yeah, đợi xíu nữa nha, anh làm cái design này. Cool. Chứ bây giờ nó thịnh cái này mà nó thịnh cái cách nó thịnh cái việc thịnh. Mấy cái làm ấy mà phải tỉ mỉ đó, mình mới có thời gian mình hòa đơn. Cái này là chi sao làm biển á, chi sao xong rồi phải không chị? Dạ. Yeah. Ok. Rồi bắt đầu em sẽ vô đi cái design này. Đó, trước tiên thì mình bỏ màu ra trước. Xong đó mình sẽ dùng cái top coat của Silem nha để mình làm bọc biển nha anh chị. Thank you.
đó, cái chai này mình bỏ cái sốt trong á, cái sốt thôi, bỏ gì trong đó hết. Ờ. Ừ, xà bông á hả? Xà bông. Dạ. Có nước không? Có pha với nước không? Dạ có chị. Pha nó da bọt. Đó mình sẽ quậy nha, mình quậy ra cho cái nước sơn nó loãng bớt chút xíu. Mình cứ đi rùng 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 cái tay ấy, cho nó ra cái đường. Đó. Sau đó mình sử dụng cái cây này. Đó anh chị thấy không? Lấy xốp bỏ trong cái chai luôn. Xong mình xốc lên. Đó, xong mình lấy cái xốp ra ha. Cái này phải mình bỏ lên. Bỏ nhiều không? Ok chị, hơi trong cái kèn cho em. Dạ. Cái da rắn hồi xưa đó, da rắn da trăng hồi xưa đó. Đó, hiện tại đang hơ thì tay của Sang đang chỉ được. Nhưng mà cái màu nó pha với khớp của thầy. Ừ. Cái màu mình để cái màu nó đậm quá nó không ra. Mà nó ra nó hay bị trôi, nó dày vậy quá, nó nghiêng về một bên á, có một mảng luôn. Đó, nhìn thấy không? Đó. Bây giờ mình sẽ đi tiếp màu trắng. Đó, khi màu mình thấy đậm quá mà nó dày quá thì mình sẽ đi vô một chút xíu nữa, cái thóp khốt nữa cho nó loãng ra chút xíu. Bọc biển à? Thôi rồi chị ơi, tiếp tục sáng không? Sáng à, treo dầm vô hả? Dạ. Treo cái khóp. Ba ra. Cái đập nó bóp bồ lên cái gì? No, bỏ cái này vô nữa nè. Thôi vô chị. Cái này là gì? Xà bông. À. Treo thóp với lại bỏ cái này vô nữa hả? Dạ chị, đúng rồi. Đẹp quá ta. Đó, thấy không? Bây giờ cái bột của nó lên nè, mình hớt cái bột này ra. Anh chị thấy không? Bỏ cái bột ở trong ha. Đặc biệt là dùng bằng nhất xương treo nha. Nhất xương thường là không được đâu. Tại vì xương treo mình bỏ vô trong đèn nó hơi khô là nó ra cái bột giống vậy luôn. Ok. Wow, cái này là đi mẻ được lắm rồi. Let's go. I'm yeah. gonna go to Hawaii and you go yeah, to Mexico. Rồi. Rồi. Cho em đi chị ơi. Cho em đu luôn. Okay, let's go. Đó, chị thấy không? Nó rất là nhiều. Đó thì cái cầu của Salem rất là tốt nha mọi người. Đó có hai đầu, cái đầu nhỏ nữa với cái đầu bên này nữa, mình làm đủ thứ chuyện luôn. Em làm xong mình lên tùm xịt quá da có hò mình lên nha anh chị. Đừng dùng acetone nha, acetone nó cháy lòng cổ của mình á. Tại vì mấy cái màu này mình vẽ một treo thì mình lên nó sẽ sạch. À,
đó, thấy không? Đã không? Cái này giống như đang đi đi bơi biển luôn. Suy nghĩ ra được không? Em làm đẹp em học kinh đấy ạ. Làm đẹp em học kinh nữa. Thầy chưa pass mà chưa được. Ốc khi mình thấy không, các chị thấy không, trái tim này mình muốn nổi phải không, cho anh lên nổi luôn. Bỏ bột cái tim không thầy? Dạ. Đó, mình bỏ trái tim vô, mình bỏ bột vô, để còn nhỏ nhỏ. Xong mình lên đường cái đường ngoài này. Đó. Muốn màu gì nó ra màu đỏ luôn. Rồi bắt đầu mình sẽ đi qua một lớp khớp khuất nhẹ nha. Đó, mình đi qua để mấy cái design của mình nó hiện lên nè. Quét lên trên cái C-cell của mình đắp á. Ok chị hơi dùm tay dùm. Tổng vui luôn. Quả luôn hả? Ok chị. Ok thì bây giờ Sang sẽ đi vô phần cover crystal clear on top. Làm sao mình cover cái lớp bột crystal clear để mình giữ được cái shape. Những cái lưới những cá mà. Cái bàn sẽ sư phụ ở lên nó đi ha. Đó một lần design giống vậy đó. Không design thôi, design là giống vậy trang vậy đó. Giống đang ngồi bán cho hàng vậy. Em đang đắp rồi chị ơi. Dì bỏ ra cái nắp đi, bỏ ra cái nắp đi. Đây này crystal clear đây, cái này hai hũ luôn. Em vặn cái bột giùm anh xíu được. Kimmy, vặn mấy cái bột này giùm anh xíu. Thì mình sẽ đi qua cover ha. Chị em bước khách giống chị được 10 người khách giống vậy làm khỏe lắm. Muốn làm sao làm đó phải không? Như đổ lụn nước khô vậy. Đó, mình giữ cho giữa hết. Mình đắp xong mà mình nhìn ngang á, nhìn ngang nó mỏng, nhìn về nó mỏng, mà nhìn trên xuống nó mỏng, mà nhìn ngang nó dày mới là đúng. Yeah.
Món này thì sang design thì sang sẽ đắp hai cục bột khỏe hơn. Đứng to này 45 độ mình hút. Mình hút giống đứng hút ombre vậy á. Đó mình nói khách đó. Mình nói nó cũng làm lại. Dạ. Nó cũng bẻ lại. Đó mình nói khách đó. Muốn cắt mấy món này nối lại quá. Để khách tay gần thì khó làm. Cứng. Em lấy chai liquid khác thì mình được em. Đổ cái liquid này, nó khô. Yeah, maybe. Nó đậm hơn. Yeah, cái liquid chảy của Silam á. Chuyện mà bao nhiêu năm không đeo qua móng luôn á. Hồi xưa có đeo mà đeo ngắn ngắn. Thì mình design mấy cái bột đắp vậy mình đắp còn 12 đắp sướng hơn. Thôi đi đắp cò mấy vậy thôi đi. Em cứ nghĩ nếu mà dài quá mình nên đắp cò bự bự. Ra cò bự nó lại vô mà cái nước nó chảy lắm. Bây giờ mỏng dài nè em đắp cò 12 hết chị. Ừ thấy đắp 12 à. Dài kiểu đó, mà dài kiểu gì? Rồi lại 16 luôn. Về tỉ mỉ á. Dạ. Nhiều chi tiết. Có cái nước cực. Cái nước cực. Nhiều lúc mình lấy 16 luôn đó. To, bè, dày, lấy cục bụng nhiều quá. Đắp lên âm này nó không được dẹp nha. Thì á, mình còn có 3 mình là còn 2 cái chậu nó phải. Hử? Đắp một người nó chậu. Đúng rồi, đắp màu trắng nào. Nói sau đó mình sẽ dùng cái đầu cò này mình đập này. Ép bụng. Dạ, có đúng không chị? À.
Hello em Văn Tài. Hello em, khỏe không em? Thì cái món hoa, mấy món design ấy, mình chắc ăn thì mình cover làm hai cục này, ăn hơn hơn. Tại vì một cục mà nó lên tới critical thì mình ham chỉnh critical, nó chạy ra ngoài thì nó khô nhanh khô hơn. Mình đi hai cục thì mình điều chỉnh được nhanh gọn lẹ hơn. Hello anh Timmy, phải không anh Timmy? Anh đi làm về cho anh. Ghé qua Timo chơi với Tim nè. Rất nhiều bữa nay làm bột sao rồi Phước? Phước? Dạ. Làm bột sao rồi? Mà như mình thấy đây của mình đắp đắp bộ móng mình anh giúp cho mình biết á. Ừ. Thì nó gọi là cái đồ bột á. Ừ. Chắc Dạ. Yeah. Đúng rồi. Mà mấy món này làm flat mỏng là mình nó mau gãy lắm. Mà cái đậu dài cũng gì mà nó làm cái tầm mỏng thì nó chỉ là thôn những món này là mình làm biết nó phải đủ bụng. Dạ. Bây giờ mình deal với nó, deal với khách trước. Ok, chuẩn bị em chạy mình cho chị ha. Hết giờ rồi. Ồ, bị hay quá đi. À xì, à xì. Ok. Hello chị Kim Hiền Nguyễn. Chị khỏe không chị? Thì mình bắt đầu đi vô nha. Đó, mình vũa từ cái chỗ mí nối trước. Lâu ngày quá chị ha, chị Kim Hiền Nguyễn. Mình giảm miếng nổi trước, xong mình vũ cái vũ vô đứng thẳng một đường từ vị trí số 6 đi ra vị trí số 10. Mình check ha. Hello Nguyễn Điệp, hello em trai. Bên đó khuya rồi, em chưa ngủ luôn hả? Mấy anh chị nào muốn có hàng supply của BC Lam ở châu Âu thì có thể liên lạc với mấy anh em bên Đức nha.
Bên đó thì có anh Dương Bình, anh Đức Dũng, Văn Tài, Nguyễn Điệp, Ken Nguyễn, Đình Tiến, cái Trọng Phan nha anh chị. Là Silem Team nằm bên Đức hết luôn nha anh chị. Anh chị muốn có hàng nhanh gọn lẹ thì có thể order vượt qua những anh em bên đó nha. Anh em bên đó chắc khe rất là good. Đó. Có phải ship của mình ha. Chị có đau tay không chị? Không. Đó, đó chị thấy em kéo da tay của chị xuống á. Kéo mà không thấy đau. À, nóng này. Em chuẩn bị ngủ à. Bên kia cuối tuần có gì vui không em? Có party gì không? Có cơ hội anh em gặp nhau bên châu ha. Silem Team chắc sang năm hoặc khi nào mà rảnh sắp xếp được hết mọi thứ. Công ty đang hiện tại rất là bận, cho nên cũng đi cũng rinh được nhiều lớp rồi, mà tới last minute gần cuối thì lại công ty bận quá đi không được. Cancel. Khi nào công ty mà đi vô hoạt động kết với bình thường có thời gian thì là Silem Team sẽ đi qua cho Âu giao lưu với mấy anh em bên kia. Anh thích design á. Chị thích món ngắn. Mà nói design đi, lát em cắt cho chị ok. Anh chị? Dạ. Chưa video dài gì đó. Dạ. Mấy chị ai khắc nước, em có bỏ nước qua đầu kia nha. Nói em lấy nước cho. Dạ. Yeah, hẹn em một ngày bên châu nha, với mấy anh em bên kia ha. Đó thì Sang đang cố gắng dũa lại cho cái móng nó thon gọn hơn. Thon gọn hơn để mình giữ được cái shape của mình. Khi nào mình vũa vậy đó, mình vũa trên mặt này nè để cái móng nó thon hơn, ôm, yeah, ôm hơn. Anh Sang say hi đi giùm em. Ok, say hi đi giùm em hả? Ri ơi, Jenny nói say hi đi giùm em kìa. Ok. Hi, cà phê ngon. Hi, hi em Mỹ Trang, hi, khỏe không? Em Mỹ Trang quý làm nail đẹp quá trời luôn. Yeah, đi vacation về tâm lý thoải mái làm nail đẹp xuất sắc luôn, xuất thần luôn. Thank you em Mỹ Trang. Dạ, yeah, đi lớp nào thầy cũng pha cà phê hết em. Thầy có pha cà phê á. Đó, mọi người thấy không? Thầy coffee shop ha. Đó. Anh chị thấy tay Sang bóng không? Hôm qua Sang làm manicure, Sang sơn top lên nè, không? Đẹp quá trời luôn. Làm leo á, cái làm lai. Thì khách nói làm manicure. Dạ. Rút kinh nghiệm. Dạ, yeah, thầy cô nhớ em nhiều lắm. Nhớ lớp rất là nhiều. Khi nào thầy dĩ với LA, hẹn gặp đi, đi ăn, đi chơi đi. Ok, thì đó mọi người thấy không? Đẹp ha. Đây cắp về sếp của mình nha. Ồ, cái xét đồ vũa đây đâu rồi? Đây không. Dạ.
cái máy dũa có để đâu rồi đi? Dạ. Cái đầu cái máy dũa có để á. Yeah, em bị Trang nhớ nha. Khi nào thầy về với kia nhắn, thầy sẽ nhắn tin trước khoảng là 3 tuần trở lại á, rồi hẹn nhau với kia đi ăn đi Alanet. Đã nói nhiều ra ngon. Hello, hello Aresi, hello bạn em. Hello uncle. Ủa, rồi em có được đi chung không? Em hả? Sợ em không đi phải không? Em mà muốn đi chung giờ nào cũng được hết. Em qua Cali đi. Qua Cali uncle dẫn đi. Bữa này uncle sành với oxy lắm rồi. Wow. Wow, thank you chị. Dạ. Thank you chị. Mấy chị ơi ăn cơm không? Cơm trưa order cơm trưa ở nhau cho vui chị ơi. Có mùa đem đồ ăn tới. Rửa luôn á. Hôm bữa mới trốn em. Oh, sorry em hôm bữa ăn đồ bận quá. Tại vì đôi bên đều bận, em cũng bận cho nên ân cầu liên lạc cũng được. Có luôn. Ước cho leo cây. Ân cầu thấy em về rất là mình tô bận quá mà. Bận với rút và ân cầu đâu muốn làm phiền đâu. Thế là ân cầu cũng bận nữa. Ở chị thấy cây này không? Nè. Nè, đó, chị thấy không nè? Nói hay chỉ lý luôn, nói chỉ lý luôn. Lâu lâu để nói chuyện với Thương dễ sợ. Bạn em nó đặt em bóp lộ chị. Xong nó viết vô trong cái phone của em á, cái phone nó bóp lộ, bữa em đâu biết đâu. Đứa bạn nó chuyển hình nó hỏi ai bóp lộ đó ngồi yên hết. Em mở phone ra em thấy chị bóp lộ giật mình luôn. Ta một lại. Ừ. Trên bay lên Phương nha. Trên này. Thiệp hình chị gì? Thôi nè. Thôi. Khỏi chụp gì. Đậu quá. Tao. Wow, hai chị đẹp. Trời ơi. Thank you chị comment. Đó, chị thấy cây này chạy sướng không? Ừ. Chạy cái đứt tay không? Đó, em nè, em bỏ vô da em mà đĩa của em nó nói da thầy dày quá. Ôi, da dày chứ không phải là... Da dày không? Bữa cái dũa mà em live stream á, cái cây trắng á, dũa nó chạy cái cô em nó đứt tay chảy máu, chị sợ chết rồi, sáng chị lấy ba cây á. Cây nào vậy? Cái trắng á. Đâu đứt tay đó. Em nói cẩn thận chạy chảy máu. Chạy là em nói á, đừng có sụt mạnh vô. Khi chị đưa vô đưa từ từ thôi, chị đi thẳng mạnh vô á, đi mạnh vô á là chắc chắn là sẽ máu. Khi mà đưa vô này đó, đi chậm từng bước cho em vậy này đó. Ừ. Đó bởi vì chị nói mà chị cũng mua nên chạy. Dạ chị phải ra chứ. Phải chị phải ra nha, em ra ha. Ừ. Ừ. Từ lúc mà để ý khi mà mình đưa lên cái đồ bột, đưa lên cái móng, không đưa lên cái da. Để nếu cái bột mà nó khô mà lên cái da của mình kéo ra mà chạy nó rất là đau. Tại vì nó đã lên da rồi. Thì cái lúc mà mình đắp bột cũng rất là quan trọng. Mà cái cây này dũa là không có chảy máu. Đúng không? Nhưng mà ví dụ nó này chạy lẹ hay là chạy chậm? Tùy chị. Nó chậm mà quá chị... có được không? Được mà nó chạy không bay bột được. Cái chị vặn vặn mạnh với không? Cái tay của chị lắc thôi. Cái dũa nó chạy rồi, cái tay của chị tự lắc thôi. Chị điều chỉnh. Còn chị sụt lên, đừng có sụt lên mạnh giống da vậy nè. Chị sụt lên đó, chắc chắn chị chạy qua một lần nó bị hai lần, bị qua lần thứ ba nó mỏng quá nó sẽ chảy máu. Ở chị thấy không? Em chạy cái tay của chị thấy đâu có đụng nó da đâu phải không? Ở cái đầu vụ này nó rất là hay nha. Chị chẳng biết tay méo của này nữa hả Trang? Dạ. Sáng chị mua hai cái đầu trắng á Trang. Ba cái đầu trắng chứ. Chị mới này, chị ở đây nguyên ngày là chị mua nguyên bộ. Mua hết không? Từ bữa giờ mua nhiều lắm rồi anh Tuệ biết kìa. Tuệ biết đó. Ủa? Con gái chị. Trời, hay gì giống nhau hai em? Hay gì giống dễ sao? Cao. Em nói, ủa sao ai giống chị dữ vậy? 17 tuổi. Wow. Wow, cao dữ. Sang. Dạ. Làm xong á Sang có thể làm cho con gái chị cái ôm rê mà móng ngắn thử không? Dạ được. Ha? Dạ tại được. Chị không có làm được cái móng ngắn. Dạ. Ha? Dạ.
Để ha, để làm con dây ha. Chị không có biết làm, chị đặt rồi chị đưa ra thấy giờ nó kéo. Đúng rồi. Thì sáng mẹ nói chú sang là mày làm cái được con dê nó dê. Chú luôn. Trời ơi, chú luôn. Chú em. Chú ơi, chú ơi, chú à. Chú ơi, chú ơi, chú ơi. Chú ơi là chú ơi. Ui cháu ơi là giọng kia. Chú ơi, lấy vợ cho rồi chú ơi. Khổ lắm. Đi đi ra ngoài, bắt chú em. Để có ai không? Có ai cho giới thiệu cho sư phụ nữa. Để thôi ngồi nhắc. Ờ. Ừ, mời mời mấy chị. Mấy chị ăn kìa. Chị đi hồi sáng ấy, định làm mà nó đi chợ. Giờ đi chợ xong rồi mua về nhà rửa rồi đó mới đem lại nè. Wow, sung sướng. Ăn con, qua mở hàng đi à. Sư phụ băng ăn bằng niềm tin nè. Làm xong qua mở hàng. Làm là cái cây này á hả? Cái cây này hay cái cây này, hai cây này khác nhau gì, điểm nào? Cái cây này nè. Cái cây này là em gái mưa, cây này em gái nắng chị. Đó, để mưa để nắng nó khác còn nhau. Còn cái này là gì mà chị mua? Cũng là vũa critical luôn. Dạ, không cái được này, sai. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em vũa cây này xong rồi em mới lấy cây này em vũa hay sao? Không, em vũa cây này trước, vũa chạy dưới móng trước xong chạy trên sát critical. Hồi nãy em có chạy cây này nè, em lật móng em lên dưới trước xong lấy cây này em chạy sát critical luôn. Ngồi nè con. Dạ ngồi đi, ngồi đi. Chị ngồi đi, bé ngồi đi. Con ngồi đi. Có ghế đó chị, ghế nhiều lắm. Mẹ không thấy đường, mẹ ngồi mẹ không thấy đường. Hồi nãy đắp lên thấy nó gồ ghề đó, đẹp đi là đắp lên thấy nó đẹp đi kìa. Trời ơi, vô tay sang mà, trời ơi coi, mỗi lần nó live stream á nè. Ngưỡng mộ vô cùng. Chị em live stream em nói chuyện vậy có được không chị? Con nói chuyện vậy thôi. Dễ thương quá trời, mấy gì không được. Thank you chị. Lúc xưa em làm live không được không chị? Em sợ lắm. Lên đó là nói bị sai con gái sợ. Anh chị bên kia chắc. Tại vì design á thì mình nó chạy lâu hơn xíu. Tại vì mình bỏ những cái design rồi bột cái này kia lên á. Mình rất tham. Để ngồi chị coi làm một bộ mới á Phan. Dạ. Em làm chị coi từ đầu tới cuối là dùng cái vũa nào vũa nào lên. Dạ được đúng. Dạ, chứ giờ chị mua tùm lum tà la vũa không biết là dạ. Cái vũa nào sử dụng luôn lúc nào. Chị mà dùng một set vũa của Silam này nè là chị không cần dùng gì nữa luôn. Xong luôn rồi á. Đó. Đó em nói cái này đứt tay nè. Dạ. Không đứt. Không đứt. Bởi vì nói là bữa chính em nói mà chị sợ chị em nói đẩy vô đây nè, cái góc này này là chảy máu. Ý em nói là em đẩy vô góc này nè, anh chị tránh nha, cái góc này là phải đi phải thật là nhẹ, đừng có đi mạnh quá là ai có nhiều anh chị đi mạnh tay quá này nó sẽ bung cái da lên, nó sẽ làm chảy máu. Bởi vậy mình đi nhẹ vô, khi mình đi đưa vô đây em chị thấy không, lúc mình đưa vô cái corner cái tay của mình khi nào đưa bị đi quá một xíu hết. Mà lên đây là cái tay mình đi nhẹ lại, mà vô corner cái nào mình lắc mạnh hết. Lắc mạnh cái là mình đi chật hướng. Em còn cáo supply mà em nói chạy máu chắc đó. Supply đuổi người ta luôn kìa. Trời chết rồi, sao vậy chạy máu? Đuổi đi Việt Nam luôn. Bữa đó thiệt mà, đúng không? Co lại. Đang định mua cái đó đúng không? Chết rồi, mình đã vũa cái cô vợ đúng không? Mình không dám vũa, mình mới mà. Mình mới học bột mà mình vũa vậy trời ơi. Chết rồi, không dám mua luôn á. Cái đầu này cũng rít lắm nè. Vũa nó không bị chạy máu. Đầu đang vũa nè. Vũa không chảy máu nữa phần đúng không? Chị chạy cái cây này qua này, cây mồng gô này qua chạy cái này rất là sướng. Tại vì nó vô sát cái cô là mình cần đụng nó chị. Đó. Anh chị thấy không? Bây giờ bao phê luôn ha. Lung linh luôn. Lát lên nữa là bao đẹp luôn, bao đẹp luôn. Nhưng mà làm vậy rồi sao đi làm được? Cái vacation luôn sau này. Chứ đi làm là phải tháo ra chứ, tới dài thòn sao làm. Chị đi vacation đó chị. Đi vacation luôn. Làm bên kia cho chị luôn. Lát làm bên tay nữa. Yes, we close all Sunday. Open Monday to Saturday. Thank you, see you tomorrow.
Ông họ làm như đi bắt cô làm luôn. Ông bạn đấy. Không, bắt mấy bé đó bằng gì làm mấy chị ở đây vui hơn, nói chuyện tiếng Việt vui hơn. Lâu lâu được xả lần mà. Không chị? Tại vì em ngồi làm tiệm á, em đa số là em nói với khách nhiều hơn. Em biết nói tiếng Việt, em sợ. Nó vui hơn. Ủa, vậy cuối cùng em ở đâu? Dạ. Em ở dưới này, dưới... Em ở đây. Em ở đây hả? Dạ. Ủa, em đi dậy. Em đi dậy. Thì công ty nằm dưới kia thì em đi với công ty đi dạy chị. Nhưng mà làm thì làm ở đây. Dạ. Thầy ơi, thầy dừng tay, thầy ăn một cái dấu gió chì đám cắt rưa. Ôi để ăn đi để. Cách sáu, cách sáu. Chị mời đi chị. Hả? Chị mời đi. Nè, đã miệng. Đó. Sướng còn chị bằng nữa. Mấy người gì? Chua hả? Ngon. Cái gì vậy? Mọi người thấy không? Mình chờ chút xíu nữa xong mình gắn đá hoặc mình đánh fit mình, móng này ấy nha. Fit mình dán gô nữa. Anh chị em nào nhắn tới. Bà con ơi, mày vô cho sang một cục buffer nha. Mấy chị gắt nước chưa? Bé, em uống gì miêu chi không? Uống miêu chi không? Nước miêu chi ngon. Hôm... Hôm nay full service đó em. Dạ, anh full service rồi. Được, nước là anh chế luôn á, anh pha luôn á. Đây là kết hợp những cái idea mà sao tự nghĩ ra nha anh chị. Thì anh chị nào ở Sacramento hôm nay thì cũng là 5 giờ thì bên team sẽ đóng, không làm demo nữa thì đi qua set up lớp cho ngày mai. Ai chị? Chị có cái đồ đó anh à? Vậy là chị ra khơi được đấy. Ra khơi được đấy. Đúng rồi, cái dụng của vũa này. Dạ. Yeah. Ủa cái dụng này mua khác. Thua. Mua dạ. Thì em biết mà em thấy ông bạn em bơi ra xa vô lại không được chơi. Nó nói đi xa quá. Mày đâu biết đâu, bữa là cô ấy gửi trời mấy trăm xăng không một lần luôn gửi ra kể gì. Mà làm dở quá trời mà mua đủ thứ sao không biết đâu. Đúng rồi đó. Đã dở. Ủa? Chị biết lúc xưa em đi học neo gì á, em bỏ ra hơn $1,000 em lên Amazon em mua với eBay với thằng gì AliExpress á, hơn cả $1,000 em mua gì design. Chị biết $1,000 mà mua mấy cái chỗ đó nó biết bao nhiêu không? Tầm lum là la luôn. Em mua gì nát luôn mà. Mê quá. Đó là yêu nghề đó thầy. Dạ. Cho nên giờ mới thành thầy thôi à. Em bất chấp luôn. Ngày nào em ngồi gần chị em làm tóc. Em ngồi gần chị nói Sang ơi đừng có design nữa, đừng nữa Sang ơi, ngày nào làm có được mấy tiền đâu mà cứ ngồi hoài. Em nói chị cho em 6 tháng đi, em luyện 6 tháng mà em không được là em bỏ. Em về cũng đừng cũ, em chạy khách thôi. Xong mày nói nghe dạ. Dạ. Xong chị cho em 6 tháng đó. Là 6 tháng đó chị cũng nói nữa. Em ngồi em tự làm hết. Xong em phải gấp rút, em phải luyện. Em luyện từ 9 giờ sáng, 9 giờ sáng mà tới 11 giờ đêm á chị. Tại vì khách cuối nó cho mình design nhiều hơn. Mà khách ruột của em hết. Em mua, đợt đó là em mua cái mì gói á, cái cà phê em để sẵn hết. Khách tới là cà phê không, mì gói không? Sao mà chị không có thể nào mà chị đặt cái bàn tay của khách lên vượt như vậy mà chị vũa mà nó thẳng cái bóng được hết. Em nói là ngày không mai chị ra lớp à. Chị ra lớp. Đến gì giờ ngày mai hết chứ hôm nay. Ngày mai biết tại sao không? Bây giờ nói lên lỡ chuyện chị nói ồ chị biết chị lấy deposit luôn sao phải không? Em đùa thôi. Ok chị rửa tay bên kia. Mấy ngày trước có chị đó nhắn tin nói Sang ơi chị học cũng được, chị mất deposit chứ sao? Em nói no, em trả lương chị luôn mà. Dạ. Yeah. Em trả lương á. Sao ông nói hôm nay full service mà. Chưa.
giờ đi làm hành giờ giờ có giờ làm cũng thành không? Cơm tươi lắm. Cơm tươi. Em cần nước lạnh chơi. Mình đâu bỏ đó đó đó. Con thôi ngày nào em cũng đứng ngày nào cũng nghe câu Sang ơi đừng vũ nó đừng làm vậy Sang ơi đừng nữa. Dạ. Đó bây giờ Sa sẽ đánh biết mình lên nha. Hello hello Thanh Nguyệt Nguyễn, bây giờ Sa sẽ đánh biết mình lên ha. Khi mà mình muốn một cái gì đó làm cho nó xong á, tự nhiên mình không muốn đi ngồi muốn về, muốn đừng có cứ muốn làm được cho nó xong rồi mới được cái điều gì. Giống như bây giờ vậy đó, muốn làm một cái ý tưởng gì đó là mình cứ muốn nghe ra làm. Anh chị nào muốn đánh cái pitch mình ghé nhà em nha, em hướng dẫn này. Đệ ơi, cái cò đánh fan hồi nãy đâu rồi đệ? Đủ nước không được. Đi, tôi làm ông đây. Cái bé muốn ngắn. Em ruột của em luôn á. Hả? Mai đi dạy hết luôn, nguyên team này áo đen này đi dạy hết luôn. Còn em mặc áo khác, em đi không đi dạy được. Em chỉ có đơn đi phục vụ nước thôi. Ngày mai hả? Dạ. Em không đi dạy đúng không? Tại vì em đâu có áo đâu. Mai team mì nè. Em múc con thầy nè, múc không? Hả? Hả? Đó em múc. Thái miệng giống này không? Và nó là em kề Úc. Đó, thì là em kề Úc. Đó, bắt đầu vừa rồi học lớp sắp tổ phải không? Bắt đầu mình vô nha. Mình đánh pip mình ha. Lớp này gặp lại vô. Lớp này không phải là lại lớp mà là lên cao chút. Đó. Đi phụ. Khi nào muốn coi đánh pip mình nè. Khi mình đánh pip mình á, mình lấy ra nè. Anh giỏi vậy học gì nữa? Đâu được vợ đâu. Đó, mình đánh bên này qua. Anh chị thấy không? Đi nhẹ qua này. Này lên xếp 3. Có đâu. Nè không chị, lấy cái Angel Trail Way của Slam luôn. Khoái cần mát. Hơn 1 phút. Hơi khô luôn. Không. Dạ đúng rồi. Sau đó mình liếng cọ ha. Đây nè. Đó mình chờ bị hộp không? Quẹt chứ là giấy xíu nè, cho nó mịn đi. Đó, rồi mình đánh. Xong mình đi qua bên này, cái tay mình nhớ lên nha, giữ nhẹ thôi, để mình làm đánh cái ombre. Bên này thì mình đánh mạnh, mình đi vô cái đường này mình đánh nhẹ thôi, để lát nó ombre qua. Đừng có đè mạnh tay cái đoạn ombre này, mình đè mạnh tay lát là nó vô. Thấy không? Ra ombre luôn không? Đi đường giữa này nè, mình chở cái cọ này, mình đi ngang, đi nhẹ thôi, mình để vậy nè, đi nhẹ qua thôi, thấy không? Khi mình đi mạnh chứ quá, cái màu này, cái màu orange này, cái pit mình nó mạnh hơn cái màu này á, nó sẽ đậm, chắc chắn nó sẽ đậm hơn, để nó phá cái đường ombre của mình, đó nó xấu hơn, đó, à, đây là cái ombre, thấy không? Thì biết giai đoạn này là gọi gì không? Chuẩn bị tiền về rồi. Đó. Như là gần xong đó phải không? Dạ. Rồi xong. Bắt đầu mình quét cái top code lên. Xong mình đánh cái mình giật cái go nữa chị. Đó cái ý tưởng này hôm nay em ra cho chị luôn á. Móng đầu tiên của em á chị.
con cái pit mình em đánh rồi. Đó. Rồi đẹp quá hả? Người đấy em, con một bước nữa, nó đẹp hơn nữa, bảo đảm. Đề ơi. Dạ. Để mới rồi cho chú phụ muốn còn về lại nữa. Nên khi mai làm. Dạ. Dạ đâu nặng không? Ở dai. Anh biết là do vì sao mà chi mập rồi đâu. Chạy á, mọi cơ sức phụ chạy á. Đâu khi mình vẽ này, cái cổ của mình luôn luôn á, nước sơn hay gì á, giống ướt hết cái đầu cổ luôn, xong quẹt ra đây xíu. Mình vẽ lên. Đừng bao giờ nhúng vô nửa đầu cổ xong mình vẽ nó tụ đường này. Tới nửa đường nó hết, nó đứt hơi rồi, nó hết màu, hết mè rồi. Nó đứt luôn, đó mình nhúng hết, xong mình bỏ ra đây, xong mình nhúng tiếp, bỏ ra đây, rồi xong mình vẽ. Nhưng bây giờ rắn rồng rắn lên mây chị ơi. Giống. Này, chị thấy cái tay của em không? Lắc lư này. Hồi xưa người ta là vẽ thẳng mà giờ là uống rượu bây giờ dựng quá đi tay rung lắm tay vẫn vắng vẽ cong là dễ hơn vẽ thẳng nha. Dạ đó à, hồi xưa ông mà chị mà cong mà chị lạng một đường mà nó lịch bánh xe là nó đi thẳng luôn. một khi đi là không bao giờ trở lại chị. Em có bị lỗ sao chị mỏng ở đâu ra chị? Rồi bắt đầu lên. Nhớ là khi mình giãn cái này á, là mình lấy cái miếng này á, là nguyên luôn, đừng cho nó rách. Tại vì nó rách giống vậy nè, mình giãn lên cái đường nó không đẹp, nó rách giống vậy mình giãn vô nó bị bể. Hi, hi bro, hi Sachin. Hello, anh Sơn. Hello bro, Ronley. Em ơi, sơn màu xong cho hơi đèn rồi đánh lên. Dạ đúng rồi chị, cái màu trắng đó là cái màu angel gel mình hơi xong phải không? Mình cho hơi đèn xong mình ra mình đánh. Dạ. Hôm nay anh em ra khơi nhiều lắm ha. Ở bắt đầu vô chị thấy không? Em tìm cái đường này, mấy cái đường bể này nè, mình bao giờ đừng bao giờ mình đi trúng đường bể này, mình sẽ đi trúng cái đường lần của nó. Đó, nó mình đi trên một đèn trên xuống luôn. Đèn nhẹ lên. Đó, thấy không? Là một đường luôn. Đó. Chứ gì nữa, khách đợi quá lâu mình cầm làm nó đi bộ một danh nữa. Ok, bây giờ em đi xem vô ha. Mấy cái design này dễ ăn tiền lắm chị. Còn nó sang nữa. Để ơi, hộp đá của hồi nãy cho chút buồn. Cái đánh này thấy dễ quá hả? Đánh có ra hay không? Vậy bây giờ hai màu bẩn đắt đắt luôn hả? Ủa vậy? Đúng rồi. Tại đó nó không ra. Có hồng có mua bồn này chứ. Không có làm không? Đi. Tại vì cái này người ta xài. Không, cái này là trong xe rồi. Tôi sắp phụ mấy hộp được không? Mà nó hạn chế màu. Ai cho lấy được? Ai cho lấy được vậy? Yên tâm mấy trăm, mấy trăm. Đó thì em chị thấy không, bây giờ sang vẽ tiếp ha, chưa dừng lại ở đây nữa rồi. Chị em vẽ em lấy base hả? No, cái easy foil chị. Easy foil à. Thường á, khi mà chị like á, cái tập thầy nói, ông giáo muốn nào nói với em chị. Chị đang không? Thầy thiếu hình đó, nên mình có nhờ thầy đi, thầy nhớ. Nhớ chị, em ngủ ngon luôn á chị nè, em mới thiệt luôn á. Em nhớ đó, em ngủ không ngon á. Nó mất sữa. Nên tại sao khi mà... Thì, tại vì em hứa là em làm được là em hay bị giống vậy đó. Mình nhìn nó rất là... nó gọi là sao?
mình hết. Khi mà nó ra như vậy, tới khi mà mình chơi mình như vậy, nhìn nó rất là khô, đúng không? Nhìn nó khô. Nên tại sao tất cả cái gì là 3D hay gắn cụ nó đều có những cái này ok chị. Đó. Một ba nó chỉ là em quên cái móng tay đâu. Có chị có không? Có quen mày ơi, có quen những mà lúc xưa làm một khách đó bị một mất một móng á, mà cái dũa xăm ngang chặt bà đó là bà con khúc xương này bật cập xuống, mà chập hụt, bật cập xuống, nói ủa, bà nói mày quên nè, ờ quên nè, sorry, không có ý. Nên nó mình đi khúc xương nó dài, còn cái này nè, ở chỗ này mà mình đi dài cái da mà mình sẽ cho đây một xong, đúng không? Để cho tất cả những cái mông của mình nó phù hợp với nhau và nó đều với nhau. Ok, chị đó. Bây giờ mình lấy ra lại. Tí ơi, anh nhờ em đúng không Tí ơi? Đó, anh chị thấy không? Bây giờ mình dán nè. Tại vì cái phôi ấy chị, cái phôi này nó rất đẹp. Để nó mình đổ lên. Đó, sau đó thì mình sẽ dùng cái top coat của Sealam mình quét trên cái top. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Cái top này last long 6 tuần đó chị. Nó bóng tới 6 tuần luôn á. Mà sao sao gắn một bự á, xài làm như vậy nó bự rớt á anh. Nè không, gắn một bự mà chị bỏ ít quá. Bỏ cái đó ít quá. Mà chị quét cái thóp này, chị quét mạnh tay ở cái treo, nó kéo cái treo đi thẳng ra ngoài luôn. Xong chị đưa cái cò vô nè, trên cái treo phải không, thật là nhẹ. Chị đưa vô á, mà mạnh quá chị quét mạnh, kéo cái treo ra hết luôn. Xong chị bỏ lên này cái hụt nó không có treo nữa, nó chắc chắn sẽ rớt. Đó thì mọi người thấy không, rất là ống ảnh nha. Bây giờ tới lượt em á chị. Đó thì Sang sẽ dùng cái cây mà lấy đá của bên Sealam luôn nha. Đó, hai đầu. Đầu này mình chấm, đầu này thì mình chỉnh. Có một cái hay là nó có hai cái này khô vừa lại để cho khỏi những đồ dơ nó phải dính vô. Đó. Dạ. Yên tâm với thầy mới order rồi. Lát anh thầy chi lại cho đệ. Lên treo đẹp quá hả? Đẹp chi? Khi nào mới làm được bộ vậy trời? Chị đi học về chị làm được liền. Mà nhớ bắt đền à? Ờ em nói mà cũng học không được, em đem về tiệm em dạy sinh, đem về phi luôn. Dạy cho học sinh á thì em hứa mà. Tại vì khi mà em đi dạy về học sinh làm được em chịu cũng không được. Em ra học ở đâu? Ở đây hả? Dạ. Hôm bữa em về ở đây nè. Chị nói là chị biết rồi đúng không? Em làm về. Chị biết mà sang về đây là chị chạy là chị học đúng không? Dạ. Mà xin đây em sẽ đưa ra cái lịch rồi em thấy trong lớp ở Sacramento mà ai chưa giỏi là em liên lạc tới đây em về lại. Hôm bữa em làm ra đây ba đứa nó chặn xe. Em cũng chưa giỏi được không em? Được, ai cũng được hết. Được hết. Đá có thầy đâu? À, học đá có thầy đi đảo rồi, nó rớt rồi. Nó đi xa lắm rồi đi ơi. Thầy đừng làm rớt học đá của em nha thầy. Ừ. Nó đứng nhìn thôi mà. Có phép của đâu? Của mình hả? Nó hơi mòn. Ui nãy giờ nó vô 80 lớp rồi đó. Sao đâu? Không vô tới vùng đó đâu.
chị. Ủa thầy ơi. Dạ em xin chữ ký thầy ơi. Mình phải từng đi ơi. Bông hoa lộ lên đẹp ha. Ừ? Chi làm cũng quá đẹp rồi mà chi. Sáng làm một kia đẹp quá luôn á. Chưa đến level này. Hả? Chưa đến level của thầy. Bây giờ em có cái hơn á, mấy đứa đĩa của em những có cái hơn là khiêm tốn. Dễ thương. Không có khen em. À. Gửi hình cho thầy thấy nó ok, tấm này được. Xong. Cái bây giờ nó wow, chị thấy cái móng này nè. À ha. Thầy cái lưới này bắt được bao nhiêu con cá rồi? Lưới này hả? Này bọt biển hả? Bọt biển. Chưa. Thầy làm gì có lưới, thầy lấy giờ còn không mà lấy lưới gì đâu bắt cá. Lưới thầy bị lủng rồi. Đừng có khai, đừng có khai. Hai người khai đang lộ hết giờ, đang làm live khai người lộ hết giờ. Các anh chị nào mà có nhu cầu mà muốn làm nail free á thì lấy cả người lẫn nail. Ba mươi mấy năm cuộc đời chưa mạnh từng lắc vai. Không nói vậy thì cũng hơi quá nhưng cũng sự thật. Xém vậy. Yep. Cái móng của chị là hôm nay á, mấy cái trước em có làm, hôm nay cái móng của chị là những cái design mới hết của em luôn. Tại vì một lần em design á là nó ra một người khách khác nhau. Khách đem tới cái hình của em bị trang mà em làm nó khác nhau. Em cũng làm giúp tiếp. Thì mình là cũng là mình làm mà mỗi lần ra mỗi lần khác dạ. Đúng không? Không bao giờ giống. Đúng rồi. Mà làm ra thì khách cũng bao giờ complain hết tại vì mình làm đẹp ra mà. Cái new design đẹp cho đẹp khách. Mà. Giống như nếu như mình thấy nó phức tạp quá thì bộ nail mình lấy một phần trong cái design đó mình đắp vô cái bộ nail. Trời ơi sao đẹp dữ lắm. Bốn móng này đẹp rồi em quên móng cái luôn kìa chị. Thiệt luôn á, em nhìn bốn móng này xong quên móng kia luôn. À, này chắc hôm qua đi chụp hình cho bố xin bước ra. Ôi đừng nói nữa trời ơi, chở ba người phụ nữ dưới oxy lên hocker không à. Đi lên tìm cái vườn của hoa hướng dương cái năm nào nó trồng năm nay nó trồng cái trồng hoa khác. Hello Mi Sang, hello anh Trọng Phan. Trời ơi sao Phan không vậy? Sang Phan nữa, Huệ Phan. Oh my gosh. Xong ai ngờ sư phụ tìm được cái vườn đó hello, không có sống qua ngày này đâu. Sư phụ ơi. Hello anh Dài kìa. Ai vậy? Trọng hả? Hello Mimi, Mimi ơi, ra anh mua cà phê beauty Mimi ơi. Hello em trai, phải không em? Thank you, giờ này còn lên xem anh làm live nữa, thank you em. Dạ em mới ngủ dậy. Ôi, mới ngủ dậy. Em ơi ra làm nail em ơi. Xin đầy bên kia không có party gì hết đó em. Đây nè. Dạ cái này khỏe lắm chị. Uống beauty không em mua đem ra. Anh làm đẹp quá không xem là lỡ luôn. Ai đó. Thank you em. Cái nail mà không kết vô học sàn. Cái nail là sáng. Nó cũ rồi, nó làm học sàn. Ok chị. Anh nói điện thoại nó cũ là một sàn không sáng. Thôi vậy hả? Anh nói là học sàn không sáng đâu. Thank you em Trọng Phan. Trọng Phan làm nail đẹp lắm nha mọi người. Phải rất anh em bên Silem team ở bên Đức á, thì bên US á, rất là khiêm tốn, làm nail đẹp và rất là khiêm tốn nha mọi người. Mới mua hả? Bao lâu rồi?
Đang, anh chị nào muốn coi nail đẹp thì có thể vào trang này của em Trọng Phan, Nguyễn Điệp, Đình Tiến, anh Dương Bình, anh Đức Dũng, Ken Nguyễn. Đó, mấy anh em này làm nail rất là đẹp nha. Thank you em. Cũng Miêu Chi không em mua. Thôi, bên này anh có Miêu Chi rồi. Qua nhà anh uống đi. Đó. Đây là một trong những cái idea mới của sáng hôm nay nha. Đó, thì hồi sáng ngủ dậy bị trúng gió cho nên uống thuốc vô giờ tỉnh rồi. Có nhiều lắm. Idea nhiều lắm bà con ơi. Bông đẹp quá trời. Cái nào chị? Cái nào? Cái nào anh? Cái này nè, cái này nè. Cái này nè. Cái này nhìn không? Cái đó đẹp. Cái đó đẹp. Không, hai ngón này lạ. Ngón này không lạ hả? Ngón này thấy Facebook cái này, rồi. Cái này lên. Nhất cái này nhìn trông đẹp đi. Để thấy Facebook mà vừa để chưa thấy giống vậy nè. Nói nữa là tốn hột nữa. Làm cái kiểu đứng đứng. Làm cái kiểu tiếng cả nữa. Tiếng cả nữa. Tiếng cả. Ví dụ quả xó. Cái này hả? Nó đắp bột rồi. Cái đó mới bỏ vỏ xó sao hợp đi. Đã bỏ bướm không, làm cái đó bằng treo, hot treo. Nhưng mà cái đó bỏ bướm rồi. Bướm mới đi đi năm cái vỏ xó. Ý là không phải vỏ xó. Em biết đi, em biết đi muốn nói gì rồi. Tối hôm qua bạn có design xong bây giờ. Giờ. Lo anh Ken Nguyễn. Khen thầy sang thì có mà khen đến mai. Không lấy gì nữa. Đừng nói vậy mà anh ta nổ lỗ mũi. Thầy ơi. Hello, hello anh em. Đó, ok, bắt đầu mình vô nha. Bây giờ mình sẽ dùng cái sugar này. Mình rắc nha. Để muốn rắc màu gì sư phụ rắc? Để muốn rắc màu hồng. Màu hồng hả? Màu này hả không? Không, lạc. Đấy hả? Lạc. Lạc rồi, lạc nhất rồi. Cũng đẹp. Ok. Màu trắng lên nó đẹp không? Màu hồng lên nó che cái đó. Đúng rồi, màu trắng đi, lấy màu trắng đi. Tôi xém chút nghe lời điện là không. Bộ móng của chị nhiều quá chờ fancy xin. Bỏ nhiều công sức lắm á, nãy giờ chưa xong. Đẹp thiệt luôn á. Bây giờ chị lấy cái tay đó không? Qua tiệm khác, tao muốn làm tay này. Chắc nó đuổi chị ra không? Đuổi thiệt á? Ờ, chị chơi tôi. Hồi nãy đắp lên thấy nó tầm lum tầm la. Ok đẹp, chị, là vô. Tầm lum tầm la. Thank you em. Đó, thấy không? Mình bắt đầu mình vô này, hồi nãy sang lại quét rồi nha. Thầy coi tôi đẹp trai làm như vậy. Ừ quá. Ha, cái này thì hơi top lên trên luôn rồi đó nha. Lỡ. Bây giờ mình phải thầy ơi. Thôi xong rồi mừng ơi. Mừng quá. We close today. Ok. Yes. See you tomorrow. Thầy tao coi được. Thầy đang đổ đường không? Dạ. Thầy cho anh đường. Dạ, bên xem em ăn nóng chán rồi, giờ cho xem để anh sang cái. Đây, lên luôn. Lên luôn. Đi lên. Đó, đây nè. Tự nhiên đứng hình nè. Đó, mọi người thấy không? Bây giờ làm đang làm demo, anh chị ở đây rất là dễ thương và rất là nhiều. Đó. Đó là Minh Hoàng nha. Minh Hoàng mới làm live đang khắc nước quá nè. Xem muốn chán rồi, xem đệ nè. Ok, cho xem đệ. Hello. Đó. Đó, đây, VPN. À. Chị cho em coi xíu ha. Đó, bây giờ mình sẽ suốt nha. Phủi qua. Mình
cái đèn nào chị? Rồi bây giờ mình so sánh hai bàn tay đi hả? À. Tầm bóng này cái đèn này cho mình. Chị Huỳnh đẹp gái quá kìa, chị Huỳnh kìa. Chị Huỳnh đẹp gái quá kìa. Dạ. Để vậy cho ta thầy đi được. Đó, sang bây giờ sang sẽ quét cái móng này nha. Nhà chứ không qua một ban. Quá thầy ơi. Chị thấy cái màu xanh này giống với rêu không chị? Giống hết đám rêu không? Dạ. Mục đích em làm giống vậy đó, để giống rêu không? Nó bám vô á. Thánh mâm. Bây giờ cho em quét với một chút xíu nữa ha. Đúng là thầy có nhiều sáng kiến. Mấy chị này, mình làm ha. Khi nào mình làm vậy mình sẽ quét ở dưới một lớp top coat nữa. Để làm gì nó làm giữ móng nó sạch. Những cái đồ dơ vô á, nó lãng quá, nó dính vô chị rửa tay cái nó bay luôn. Cách này bill khách tốt lắm luôn á. 10 khách của em làm trở lui là đi complain nhiều lắm. Nó nói mấy tiệm kia không làm giống như bên này, không quét top dưới, tay ta bị dơ. Hôm bữa em làm giống anh Sang đó, con sợ vô là nó bị đuổi ra luôn. Tại sao? Nó nói tại sao thằng kia quét cho tao mà mày không quét. đuổi ra luôn, không cho làm luôn. Cái này bill khách tốt lắm luôn anh chị ha. Nhìn ảo quá, em không không chịu. Thank you em, người ta bảo đẹp. mấy anh em bên bên châu đang lên đó chị ơi, chị lên nghe nói chuyện với mấy anh em kìa. Hello mấy anh, thank you anh em bên châu nha. Đó. Wow. Stunning. Đẹp quá. Cái đèn màu đen. Sư phụ nói cái ngón này đi. Đó. Ngón này làm sao được cho cái nó ra được cái hồ lỗ gì đây. Ai hỏi hả? Chị cho em bươn xíu trên một tay. Đó thì móng này phải không? Móng này thì mình quậy cái marble trước. Mình quậy marble trước xong mình bỏ cái foil lên, cái gold flake lên. Xong mình lấy cái đít cọ của mình á, đít cọ của mình xong mình xé nó ra cho nó rách ra. Xong lúc đó mình sẽ bỏ những cái hoa này. Cái hoa màu holographic này mình bỏ lên. Sau đó thì mình sẽ ánh một chút kim tuyến nữa rồi cho hơi đèn. Xong ra thì mình quét qua một lớp gel rồi mình bỏ trái tim lên, xong hơi đèn tiếp. Thì khi mình quét lớp gel thấp hết lên á thì dưới ánh đèn nó sẽ bóng ánh bóng như thế này, nó rất là đẹp. Và bên này cũng vậy. Thank you anh em bên trong rất là nhiều, thả tim rụng tim luôn á. Để vô hút ít tim ra đi. Đó. Cái này phải để ngược. No, để dậy trước chị. Dạ. Cho hơn một phút xong á, nó khô xong một phút á chị lật lại, một phút nữa là xong rồi. Bây giờ ô hai chị hai hình xăm nhìn mặt dễ thương như sợ. Đi ơi. Ok. Thank you em. Thank you Trọng Phan. Đó, chị Huỳnh bắt đầu vô làm cái ombre nha. Đó, đi bên này. Ồ, hoa phai đi. À, lộn hoa tươi đi của cô giáo. Thích hồn luôn á. Thầy nói mà mình thích hồn luôn. Chị có thầy chưa? Anh Sang mà quay má bô thì quay đến đâu được vậy? Vãi luôn. Mong một lần được gặp.
Dạ thưa thì anh em mình sẽ gặp nhau sớm nha, anh em bên cho sẽ gặp sớm lắm luôn á. Làm gì nữa? Chị chưa được. Dạ. Chị có lật lại phải không? Có lật lại. Để coi tay tôi em văn tài nói chuyện nè, ảo dễ sợ không? Sang mà quậy ma bồ thì quậy đến đâu nó chết đến đó. Oh my god. Ở đây thì mọi người thấy không, đây em Út có sang nha. TT Nguyễn live PN. Đúng là live luôn, hiệp PN nó live PN luôn nha. Ok chị chăm coi xíu không. Sang. Đó. Đó là chị rất dễ thương, chị cho sang làm đủ thứ luôn. Đó, chị rất dễ thương nha anh chị. Ok, hello, hello everybody. Bôn Thanh, đó mấy anh em bên kia, bên châu đó. Đây là Bôn Thanh nha. Đó, thì sang đã làm live xong rồi. Thì chuẩn bị đây là cô giáo Christine ha. Đó, đang làm demo. Thank you em, thank you. Đó thì à. Ôi sáng dữ mà. Chào, chào anh em nha, chào. Sang bye bye mọi người nha. Bây giờ Sang đói bụng rồi, Sang đi ăn nữa đã. Buổi sáng giờ sao uống nước không à. Dạ chị, lát em lát em ra ngoài em chụp cái hình nha chị. Dạ. 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 Ok chị, thank you chị đã bỏ tham cho em. Ok, Sang bye bye nha. Bye bye anh em. Bye Trọng Phan, bye Ken, bye Văn Tài, bye Nguyễn Điệp, bye Đình Tiến. Bye everybody. Đó. Thầy ơi. Dạ. Bên này là đi Mỹ mà bên này bên nhà là làm sao? Thì làm tiếp đó, lát anh làm đó. Andy. Đó. Ô Ti. Ti nè. Đây chị, lát em Út của em làm 5 bàn còn lại. Đó. Là em để 5 bàn còn lại cho người còn lại đó chị. Ok, good night anh em châu ha. Bye bye, bye bye mọi người. Vô đòi làm không ra mà.